Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi trưa ngày thứ ba, 23 tháng 5 2023. Hôm nay buổi trưa tầm này là vừa mới buổi trưa, tức là 12 giờ trưa, hơn 12 giờ trưa. Mình đang đứng ở cái khu sân vườn nhà mình đây. Hôm nay thời tiết nắng rất là đẹp. Các anh chị và các bạn thấy mình mặc cái áo phông này là biết là thời tiết là bên này, mặc dù là nhiệt độ là 14 15 độ nhưng mà cũng có hơi có gió một chút xíu. Mình đang đứng ở cái sân vườn này. Ồ, đây nó có cái con chim này, con chim mẹ, mình biết là ở đây có cái tổ chim con nó ở đây. Nó sợ mình tấn công con nó cho nên là nó kêu. Đó, ở cái cây này các anh chị các bạn biết là một vài ngày trước đây mình có đưa lên đó, là gọi là cái Egap, tức là cái cây lá phong đó. Mà mình nói là cái cây này là cái cây lá của nó màu hơi tía, đấy, màu hơi tía tía nâu đỏ đó. Còn phía đằng bên này, phía bên này của mình đây, mình nhìn thấy một vài cây cũng là cây phong nhưng mà nó là màu lá của nó màu lá xanh lạt lơ đó. Bây giờ mình sẽ quay ra cho các anh chị các bạn xem. Thứ nhất là cái cảnh của cái sân vườn này của mình hôm nay, là bởi vì nó nắng, nó mới mưa ngày hôm qua hôm kia đó. Nên là cái sân này nó có một màu vàng chói của cái cây, gọi là cái cây cây hoa bồ công anh, bông hoa bồ công anh đó. Lát nữa mình sẽ ra cái chỗ công viên kia ngay trước cửa mình đây này, mình quay cho anh chị các bạn xem là có cái lá cờ đằng kia kìa. Đó, ở đằng đó nó rất là nhiều những cây bông bổ công anh, nó mọc sát chặt ở cái sân của mình đây thì nó mới ít thôi, chưa có nhiều. Sân của mình đây nó mới ít thôi, nó lơ thơ một chút xíu, nó chưa có nhiều lắm, nhưng mà kể ra là cũng đã có rồi. Nhưng mà lát nữa mình sẽ ra cái chỗ công viên kia mình quay cho anh chị các bạn xem. Bây giờ mình sẽ quay sang bên cái cây lá phong này, mình nói cho các anh chị các bạn xem chỉ cách đây một vài ngày thôi đó. Bây giờ nha, quay ra cho các anh chị các bạn xem. Đây, cho tất cả quý vị anh chị và các bạn, cái cây lá phong này nó chỉ cách đây có vài ngày thôi, nó còn đa số là nhú ra một vài cái lá nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đến hôm nay thì là cái lá nó đã rất là lớn rồi, nó đã to rồi, nó đã mọc ra khá là nhiều. Tại vì ngày hôm qua ngày hôm kia đó là có mưa mấy ngày rồi, vừa rồi là mưa đấy. Bây giờ mình đứng sát đây, mình quay cho anh chị các bạn xem cái cành của nó này. Đó, thấy không, cành bông rất là đẹp đấy. Và cái lá này là cái lá màu hơi tí tía, tức là cái màu nó hơi sậm, hơi tối. Còn cái cây ở phía đằng kia mà anh chị thấy cái ngọn nó đó cũng là cái cây đó, cũng là cây lá phong, nhưng mà cái màu lá nó khác, cái màu lá của nó hơi sáng hơn, nó hơi màu xanh lạt. Và đây ở dưới sân vườn này của mình thì các anh chị các bạn thấy này, mình đứng ở trong bóng râm cho nên là nó mặc dù là có nắng nhưng mà nó vẫn cứ hơi lạnh, là vì nó có gió nó xói ở đằng sau lưng đấy. Đây là những cái bông bồ công anh đó, bông bồ công anh rất là đẹp. Mình ra đây cái hướng này một chút xíu, mình ra cái công viên này mình đi dạo một chút xíu cho các anh chị các bạn xem. Trời, nó có cái xe kia là cái xe, chắc là cái xe nó bơm dầu bơm gì đó cho hệ thống dầu. Đây các anh chị các bạn xem này, đấy. Đây là cái cây lá phong đây, nó đã có bông nó xòe ra rồi này, bông nó nở rất là nhiều rồi này. Đấy, và cái lá này của nó là cái lá màu hơi xanh, màu xanh lạt. Nó cũng có hơi, thỉnh thoảng nó có một chút sậm nâu, nhưng mà đa số là những cái màu lá là màu xanh lạt. Và đây là những cái bông nó mọc ra rồi đó. Chỉ độ khoảng vài tuần nữa thôi, khi mà lá nó xanh, nó lớn, nó to như là cái bàn tay rồi đó, thì nó sẽ che phủ kín hết những cái bông này. Và bắt đầu là những cái bông này nó đã thành trái rồi.
lá sành trái. Rồi bây giờ mình đi ra cái phía chỗ công viên kia, mình quay cho các anh chị và các bạn xem. Nó nhiều quá trời, nhiều bông, nhiều bông bồ công anh. Làm biếng chứ nếu mà không mình ngắt những cái bông bồ công anh này mình về mình đun nước mình uống cũng được, như kiểu là mình đun nước trà vậy đó. Nó mát lắm, cái loại này nó mát và nó giúp cho tiểu tiện hay là những cái bệnh lý về đường ruột đó cũng rất là tốt. Đây, thưa tất cả quý vị anh chị và các bạn. Đây là cái công viên. Đây là cái công viên mà Đây là cái công viên mà có rất là nhiều cái cây, cái bông bồ công anh này. Anh chị các bạn thấy nó mọc vàng chói. Hôm nay gió trên cái cờ này, anh chị các bạn thấy này. Đây, thưa tất cả quý vị anh chị và các bạn. Mình đang ngồi ở giữa ngoài trời đang nắng đẹp. Và ở chỗ cái công viên này, mình vừa mới đi ra chỗ công viên này đây. Mình sẽ quay cho tất cả quý vị anh chị và các bạn xem. Ở đây mình đi ra đến chỗ công viên này mà mấy con chim này nó cứ theo mình, nó kêu, nó hót. Chắc là cái con chim mẹ, con chim bố của cái tổ chim ở trước cửa nhà mình kia. Trời, nó kêu quá trời kêu, cứ theo mình từ kia ra đây. Đó. Đây là cái chỗ, cái công viên của trước cửa cái nhà xứ của mình ở đây. Và đây là, như các anh chị các bạn biết này, đấy, mình nói là cái chỗ, cái vườn cây này, để mình quay lại cho các anh chị các bạn xem cái đằng sau. Đây, các anh chị và các bạn thấy, ở cái bãi đất trống của cái công viên này này, nó có rất là nhiều những cái bông bồ công anh nó mới mọc lên, và nắng lên là nó mọc lên quá trời mọc. Đó. Quá trời. Đây, những cái bồ công anh này mà mình ngắt, mình về mình đun nước thì uống thì cũng rất là tốt đây. Đây, trước cửa cái công viên này nó có cái tượng của cái cha François Richard, là của cái làng này đấy. Ông ấy là quê gốc cái làng này và khi qua đời thì người ta đã đắp tượng. Và đây là cái cây mà mình nói là cái cây lá phong đấy. Nhìn các anh chị các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Quá trời đẹp luôn, là cái màu lá nó còn rất là tía, nó còn thẫm. Nó sẫm hơn cả cái cây ở cái phía bên trong sân nhà mình kia. Đó, cái màu lá này. Cái màu lá nó màu nó đỏ đỏ, tía tía, quá trời đẹp luôn. Đấy, ui trời ơi. Dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh nắng mặt trời nhìn nó quá là đẹp. Đẹp không thể tưởng tượng nổi. Đấy, cái cảnh nó đẹp thế. Đây là lá nó mới, hôm nay là cái lá này nó mới nhỏ thôi. Nó chưa có nhiều lắm. Đấy, mà nhìn nó đẹp quá trời đẹp, thiên nhiên. Còn rất là nhiều những cái loại cây bông ở cái phía đằng kia. Ở cái phía đằng kia nó còn có một số những cái cây bông khác nữa. Để mình quay cái cảnh chỗ này, trong cái cây này anh chị bạn thấy là cái cây này nó rất là già cỗi rồi, nhìn nó hai nhánh và nó có cái cành nó vươn ra đó. Trời, cái con chim kia nó hai con nó cứ đi theo mình ở đây, nó kêu vậy. Nó từ trong nhà kia đấy, trong sân nhà mình kia kìa. Mình không hiểu tiếng chim nó kêu rồi nó làm cái gì không biết nữa. Đâu mình đâu có bắt, đâu có làm gì đâu. Hôm nọ mình đụng vào cái tổ thấy mấy con nó thôi.
Đó, nhìn cái cành cây này. Đấy, trời ơi, quá đẹp luôn. À, kìa con chim này giống như con chim, mình gọi là con chim sáo, nhưng mà nó đâu có hót như con chim sáo. Nó kêu như là con chim như kiểu con quạ. Màu đen đen, nó giống như kiểu là cái con chim chim sẻ, nhưng mà nó kêu không giống như chim sẻ. Đây còn mấy cái cây này cũng là cây lá phong đây này, nhưng mà nó lại là cái màu lá nó khác, cái thì đậm, cái thì lạt, cái thì xanh xanh, không hiểu được. Hay là do cái đất, cái dưới đất của nó như thế nào đó mình không biết nữa. Còn cái cây này đó, cái cây này của nó thì rất là giống cái cây lá phong. Cái lá nó rất là giống cây lá phong, nhưng mà ngược lại nó lại không phải là là cây lá phong, mà cái bông của nó khác. Anh chị các bạn thấy là cái bông nó dài này. Bây giờ nó chưa có đâm ra đâu, mình chưa có nhìn rõ. Nhưng mà cái quả của nó, cái trái của nó giống như là cái trái, mình gọi là cái trái gì nhỉ? Trái hạt dẻ đấy, giống y như trái hạt dẻ của mình. Nó mọc, nó rớt rất là nhiều đây. Nhưng mình đã thử, mình cứ nghĩ là cái cây hạt dẻ, nhưng mà không phải, ăn nó đắng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, đây là mấy cái cây thông. Mấy cây thông của nó rất là to bự luôn. Mai mốt đến cái mùa ở dưới cái gốc cây thông này đó, là nó có nấm. Nó có nấm, mình gọi là cái nấm thông. Nấm rất là to, rất là đẹp. Ở cái vườn cây chỗ này nó cũng sẽ có rất là nhiều nấm. Ở đây người ta mới dọn cái cành thông nó bị gãy, bị gì đây. Đó. Đây là cái cây thông này, cỡ này nó phải hơn 100 năm tuổi các anh chị các bạn. Nhìn cái vườn thông nó có mấy cây lớn rồi, còn một cái cây, một vài cây ở cái phía đằng cái chỗ cái vườn thánh đằng kia là nó bị gãy, nó bị đổ. Và đây là cái cây táo. Cây táo này thì cái cây quả nó không có to lắm, nhưng mà nó vẫn còn thôi, mai mốt nó sẽ ra bông rất là đẹp đây. Mình quay cho các anh chị và các bạn xem. Đấy, đây là cái cây bông táo. Đó, đấy, lá cờ hôm nay thỉnh thoảng nó có gió. Thỉnh thoảng nó có gió, nó vươn ra. Nó vươn ra. Cái lá cờ này, cái chiều rộng của nó cũng khoảng hơn 3 mét. Hơn 3 mét. Và chiều dài của cái lá cờ này nó khoảng 6 mét, hơn 6 mét gì đó. Không phải là 6 mét nữa, mà là phải tới 7 mét, hơn 7 mét. Tại vì nếu như mà so ra thì nó phải gấp hơn 2 lần chiều rộng. Mà nó mang 3 màu, các anh chị các bạn thấy không? Màu trắng ở giữa, màu xanh ở trong và cái màu đỏ ở ngoài. Nếu như mà không có cái ngôi sao vàng đó thì nó giống như là cái lá cờ của Pháp. Mà các anh chị các bạn biết là cái vùng này nó gọi là cái vùng Acadie đó, là cái vùng của người Pháp trước đây họ sinh sống rất là nhiều ở đây. Cho nên là nó vẫn mang cái gốc tích của người Pháp. Cho nên là cái lá cờ này là cái lá cờ biểu tượng của vùng, của cái vùng Acadie này. Cho nên là họ vẫn lấy cái lá cờ mà nó cái màu giống như là màu của Pháp. Và bởi vì là ở vùng biển, lá cờ này, ở cái dân này là dân vùng biển, cho nên là họ có thêm một cái ngôi sao vàng. Ngôi sao vàng tượng trưng cho người Công giáo. Người Công giáo là lấy Đức Trinh Nữ Maria làm bổn mạng, cái ngày lễ lên trời tức là ngày 15 tháng 8 đó, thì Đức Maria gọi là Đức Maria bảo trợ, có cái tên gọi là Marie Étoile de la Mer, tức là Đức Mẹ là ngôi sao biển, chỉ đường cho những người đi biển, những người dân biển ở cái vùng này, những người dân biển của cái vùng này. Cho nên là cũng rất là đẹp và có rất là ý nghĩa đó. Ồ, lúc này nó gió nó nhẹ nhẹ, nó hơi hơi lất phất, quá đẹp luôn. Đấy, cây bồ công anh ở đây, cái mùa này ong biết nó nhiều, rất là nhiều. Đấy, chú ong này đang chăm chỉ hút mật. Đấy, chú ong này rất là nhiều, có ở đây không biết là nó có nhiều ong, nó tổ nó đâu không biết, mà sau này có cái ong mật này, này mấy con liền này.
rồi rất là nhiều những ong khác nữa. Đó, mình quay một vài phút cho tất cả quý vị anh chị và các bạn. Đó, mình quay cho tất cả quý vị anh chị và các bạn xem. Cầu chúc tất cả quý vị anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Repeat, repeat, repeat.